chào các bạn. Hôm nay bên mình đang thi công dán phim PVF bảo vệ sơn cho một chiếc xe Mazda Z5. Và đây là một cái dòng xe có màu sơn rất đặc biệt, đó là màu đỏ Mazda. Thì cái màu đỏ này á, thì trước đây anh chủ có cái ý định là mua bảo hiểm xe để mình có trầy xước gì á, thì mình sẽ xử lý bằng bảo hiểm. Nhưng mà sau một thời gian quan sát thì ảnh đã nhận thấy là màu có một số xe trong hãng sơn nhưng mà nó không trùng với lại cái màu của zin từ trong mới ra. Thì bây giờ anh đã quyết định là dán phim PVF bảo vệ. Và chiếc xe này là đã có tuổi thọ, có tuổi đời là 8 tháng rồi. Anh mua được 8 tháng. Thì trong thời gian 8 tháng đó thì các bạn coi, cái nước sơn á, nó sẽ bị xước dâm. Đây các bạn có thể thấy, nó bị xước dâm và nhìn rõ nhất là ở đây, là ở cái vị trí cột BC này. Nó xước rất là nhiều. Đó, nó xước dâm rất là nhiều. Và tương ứng với cái sơn cũng vậy luôn. Và bây giờ bên mình đang xử lý lại, hiệu chỉnh lại bề mặt sơn để cho nó mất đi những cái vết xước và trả lại cho cái lớp sơn nó ở trạng thái ban đầu. Rồi sau đó bên mình mới tiến hành dán phim PVF để nó có một cái bề mặt thật là đẹp. Và sau khi mình dán PVF lên á, thì cái bề mặt sơn nó sẽ là luôn là sáng bóng như phủ ceramic. Thì cái dòng phim PVF bên mình đang sử dụng đó là ARI của Mỹ. Và cái xe này chủ chọn cái dòng ARI T65, đó là bảo hành 3 năm. Và trong thời gian 3 năm á, thì bên mình sẽ bảo dưỡng, bảo trì, giữ cho cái PVF luôn luôn mới như phủ ceramic. Cái PVF của bên mình thì có thể đánh bóng được. Ví dụ như là nó bị xuống cấp lâu quá, trên 3 năm nó bị xuống cấp thì vẫn đánh bóng lại và cái độ bóng nó cũng sẽ phục hồi lại. Đó là một cái công nghệ rất là hay. Và những cái hóa chất, những cái bảo dưỡng là bên mình hoàn toàn miễn phí, 2 năm một lần. Là 6 tháng là bảo dưỡng một lần và bề mặt luôn luôn mới. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng xem qua những cái công đoạn mà bên mình thi công cho cái chiếc xe Mazda CX-5 này. Bên mình vừa thi công xong một cái chiếc Mazda CX-5. Đây là cái chiếc ban đầu mình đã quay và đã những cái hiện trạng của nó, và đây là cái tình trạng sau khi đã thi công xong. Và bên mình đã thi công xong 1.5 ngày là xong cái chiếc Mazda CX-5 này. Và bây giờ các bạn có thể thấy cái bề mặt của nó bóng như phủ ceramic. Thậm chí nhiều khi mình cảm nhận là nó còn bóng hơn nữa. Bề mặt rất là bóng. Và bây giờ mình coi lại cái vị trí, đó là cái cột BC các bạn. Hôm qua nó rất là xước rất là nhiều. Đây, xước rất là nhiều. Đó. Bây giờ mình cảm thấy là nó không còn những cái vết xước dâm nữa. Hoàn toàn mới luôn. Đây, nước sơn này. Các bạn có thể thấy những cái cạnh này mình có thấy rõ nhất này, nó rất là bóng. Bóng như sơn, bóng như phủ ceramic luôn. Rất là bóng. Đó. Thì bây giờ với cái gói phim mà đã dán PVF này rồi á, thì các bạn có thể thoải mái lau chùi nha. Lau chùi thoải mái. Nó sẽ không bị xước, không sợ ảnh hưởng tới sơn, không sợ bất kỳ một cái gì hết. Mình có thể thoải mái lau chùi. Ví dụ như trong trường hợp mình sử dụng khăn khô để mình lau đi, nó bị xước dâm, xước xoáy, xước quần á, thì cái phim này tự động phục hồi lại, những cái vết xước dâm tự động phục hồi lại như mới. Đó là cái dòng phim PVF ARI, mã là U65 của T65 của thương hiệu ARI. Và mã này là bên mình bảo hành 3 năm và
miễn phí bảo trì bảo dưỡng 1 năm 2 lần để cái bề mặt nó luôn luôn bóng như mới và không tốn một chi phí nào cả. Và sau này các có thể đánh bóng trên bề mặt luôn, xử lý máy đánh bóng để đánh nó vẫn sáng lên lại. Đó là cái rất là tuyệt vời của cái dòng phim này. Cảm ơn các bạn. Thì mời các bạn xem qua một vài cái bề mặt của phim thực tế đã thi công.